ask her name? Cô tên là Duyên. And then, Duyên? And maybe can you go around and introduce? Đây là bạn Christine. Hạnh để làm quen với các bạn. Đây là bạn Su. Dave. Gia đình của cô thì có ba người. She's really happy to see all of us and meet us. Can I speak Vietnamese? You need to ask the question as well in English. So if you ask, I want to ask like how long she's been breathing. I'm curious, how did you learn to weave? In what age did you learn that sort of like? I'm cô học làm cái vòng bao nhiêu năm rồi? Cô từ năm 16 tuổi thì cô đã bắt đầu học, đã biết đầu biết dệt. She started doing it when she was 16. Cô học dệt như thế nào? Học dệt thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Học dệt thì cũng có nhiều loại hoa văn khác nhau. Cho nên dệt thì bố mẹ cô đã truyền cho cô học nên cũng đơn giản, không có vấn đề gì khó. So for her, weaving was really simple because it was a family tradition, and her parents taught her how to weave. So they just pass it on from generation to generation. And all of you know her name. Her name is Duyên. D U Y E N. Duyên. She introduced herself before. Duyên. Cô có một em 10 tuổi và một hai con gái ạ? Không, chỉ có một. Tại vì cô bảo có ba. À, có ba người trong gia đình. Vợ chồng. Can you translate for the other? Oh yeah, she has one kid, and the kid is 10 years old and she has one husband. What? I think he's gonna ask a question. Có rất nhiều loại như là của quần áo như kia nhé. Thì là mình dệt hai hoa văn hai đầu, nó đơn giản hơn. Còn dệt nhiều hoa văn kia thì mình nó khó khăn hơn một chút. So when she weaves, it's easier to do those because there are less details. But the ones over there will be more complicated and it will take her a long time. Hello. We have a question. So, I have a question. How long did it take you to feel comfortable making your own scarf or piece of cloth? Cái quần áo này thì cô dệt thì một tuần có thể làm một cái nếu mà mình ngồi. Cái đơn giản như thế kia, còn cái kia thì nó rất là khó vì mình còn phải được cần nhiều cái que để mình xoay đi xoay lại để làm thành một cái hoa văn, cho nên lâu, nó khoảng tầm một tháng thì mới dệt được một cái áo à? Không, vì cái này nó ít hoa văn hơn, nó chỉ cần dệt hai đầu thôi, còn cái kia thì nó dày dặn hoa văn hơn thì mình mất một thời gian và nó khó hơn. So for these ones, it would take her about one week, and one month ones, it would take 1 month. So like this one would, more because complicated, it has more, yeah, more detail. More detail. Versus this one. One week. This one, you can see. Okay. So can you see that? I want to ask the next question. Sure. How long did it take for you to feel comfortable making that's how long it took to make a scarf. How long was it before she was comfortable? Like, she knew what to do straight away. We asked that, but she answered something else.
So Hannah, could you maybe ask a question similar, like another question? Just mm-hmm. 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 Mm-hmm.
hai người đấy thôi. Có ngày thì nó đông khách, không mình không thể nói rõ ra được, vì tùy theo trường hợp, có trường hợp họ không thích thổ cẩm, cũng có trường hợp họ lại thích của người Trung Quốc họ làm ra. Cho nên cái việc vấn đề này thì như thứ bảy chủ nhật cô bán rất là nhiều hàng thổ cẩm của cô xảy ra. Thứ bảy chủ nhật là nó luôn có hơn mùa bận nhất của cô. Mùa bận nhất à? Thì những ngày mùa như là ví dụ như làm đồng thì mình về mình còn tranh thủ để làm thổ cẩm. Mùa đông là mùa du lịch, mùa đông lại mùa xuân, còn mùa hè họ ra hay ra mình. So her busiest season would be
winter and spring. And on Sundays and Saturdays, she would get like about 10 to 15 customers, but on other days, maybe one or two, and it really depends. Like, yeah, you can't really predict it. So the day is something like 20. So like on Saturdays and Sundays it'll be 10 to 15 customers, but on normal days sometimes maybe only one or two. What do you use to? Maybe you can ask her where his shop is, that if he has a shop. Or... A shop? Yeah. Hàng của cô cách đây 3 nhà. Đến từ đây lên và hàng của cô cũng toàn đồ cô theo lệ cô dạy thôi. Cô không bán hàng mình mua vào. Bọn em có thể bọn cháu có thể lên đi thẳng lên một đoạn nữa. Cách nhà thứ tư thứ năm mới được. Ở đấy cô cũng bán mấy cái vòng tay đúng không? Cô không bán vòng tay. Cô chỉ bán các hàng vòng thôi. What do you use to dye your thread, or where do you get it from? Cô lấy những cái sợi từ đâu? À, cái sợi để mà dệt ra vẻ thì cái đấy là mình trồng cái bông, xong mình xoe sợi ra, kéo sợi xong xoe ra nó thành một cái sợi. Cái bông ấy nó là thành một cái cây, mình trồng trong vườn ấy, thành cái cây xong về mình kéo mình xe, mình đun nước lên, xong mình cho cái bông ấy vào trong nước, xong mình nước nó nóng, nó sôi ấy, thì nó thành một cái sợi. Thì cái sợi xong mình kéo ra, mình lại dệt thành một cái vỏ. Còn đây là bao nhiêu lâu để được một sợi ạ? Thời gian đấy rất là khó khăn, thời gian đấy là lâu nhất, thời gian mình kéo sợi đấy phải lâu nhất, lâu hơn cả dệt. Cho nên khoảng tầm hơn một tháng thì mình mới có thể kéo được thành một cái áo. What? Can you translate that? Oh, fine. I'll translate it. So, she says that she plants these own plants to harvest these types of materials. Then she puts those inside hot water, and then after the process takes like 1 month just to stretch those materials out into the cloth and silk. Can you ask her where she gets the seeds of the plants from? Đấy thì phải có sống lâu đời rồi em ạ, từ cha mẹ truyền ra mình phải để. Nhưng ví dụ như là đợt này mình trồng xong mình kéo ra sợi nó thành một cái hạt nhỏ nhỏ, thế thì mình dành đến mùa xong mình để đi trồng tiếp như thế. Không có chỗ nào bán đâu, chỉ có từ xưa thôi, có từ xưa, từ ngày cô cũng chưa ra đời ấy, bố mẹ cô đã để lại cho. Thế thì ý cô là ví dụ xem mà bố mẹ cô không bao giờ giữ cái đấy thì là không bao giờ làm được mấy cái này hả? Giữ cái đấy để làm những cái hàng thổ cẩm này, để tấm mặt thổ cẩm. Mà nếu mà không có cái hạt đấy thì không dùng mấy cái dây sợi thường ở ngoài đường. Thì nếu mà mình không dùng cái hạt đấy thì mình phải đi mua, nhưng mà cái đấy thì không phải là của người Thái mình thật. Mà cái đấy thì chỉ là họ pha trộn nhiều thứ vào, nó không xịn, nhưng mình tự trồng ra được. So like for the seeds, you can't really buy it, and her parents, it's from a really long generation, and her parents have been saving up and keeping it, and then they give it to her, so now she uses that, and then she also saves up, and then... Ask her how many generations it has been that her family has been weavers? Khoảng 3-4 đời ở đấy rồi. Từ cha mẹ cô cũng có ông bà truyền lại, xong ông bà lại truyền cho cha mẹ cô, xong
xong cha mẹ cô lại chuyển cho cô. Cô Bình Nhung. Why did you choose to leave? Vì sao cô chọn ở đây? Vì cô rất là yêu cái nghề này, tại vì bố mẹ cô ấy đã truyền cho cô phải là con lớn lên ấy, phải biết dệt, biết theo nghề của chúng mình là chỉ có nghề dệt mới theo mới làm được. Còn cái khác thì cô cũng chưa học, cô chỉ từ bé đến giờ thì cô chỉ học theo với học dệt. Vì thế cô rất là yêu cái nghề theo nghề dệt. So she started like weaving at an early age, and she really enjoyed it because it was what like her parents brought her up to weave. So it's like something that she wants to do and she enjoys doing. Oh, Hannah, can you ask her like if she didn't do weaving, what would she do as a job? Nếu mà cô đã không dệt thì cô sẽ làm được gì? Cô có thể cô chỉ sẽ if she wouldn't weave, then she would be like the people at the rice paddies. And almost. Yep. Can we ask, so if boys don't, she has one son, and boys don't leave, so what does she think her son's going to do? Nó không yêu nghề dệt như là cô này, nó chỉ yêu quý học, nó chỉ bảo muốn học xong lớn lên thế đi học vào công an. Nó cũng yêu nghề dệt. Kiểu đàn ông con trai thì không thích dệt mà thật là theo dệt mà chỉ yêu học. Her son likes to study, and he said when he grows up he wants to be a policeman. Can you ask her if she wants the tradition of her family to end? Cô chỉ muốn nó phát triển. Yeah, she wants it to grow and she wants it to last as long as it can. Any questions? Can I ask her to weave for us? Well, let's see if there's any more questions and then we'll ask if she's going to her shop and see her room. And see if there's another shop. Has she ever really left the mic in our area? Cô đã bao giờ rời mai chưa? Cô thì có nhưng mà ít khi lắm. Có rời nhưng mà ít khi lắm. Look at camera person. She has left my show, but it has been like really rare. Okay. Would you? Can you ask her if she would be willing to teach a person how to weave to keep the tradition, even though it's not a part of her family? Should I help her? Yeah. Ví dụ mà cô có dạy những người bên ngoài mà ví dụ không phải cái gia đình cô ấy, thì cô cũng có dạy làm cái đấy không? Ok, yeah, she does. Can I ask you to read more? Cô có thể dẫn chúng cháu đến sẽ cho bọn cháu xem cô làm cái đấy đâu không? Also ask her once we get there, maybe if she feels comfortable teaching us how to, and you guys can try to weave. Theo của người Thái thì hay thường thường là làm mặt chăn, còn đây là mình để làm khăn để tra tường hoặc để làm giải bàn, để giữ mặt kính bàn mình ăn.
tùy từng người thôi, có người thì người ta biết là mình treo lên cái này treo phòng hoặc treo tường gì đấy. Yeah. Oh, this is like for designing the tables and stuff. Mm-hmm. And this is just for your bed. Mm-hmm. The blanket. Đây là một cái tranh vừa treo được, mình có thể vừa đựng đồ đấy, vừa sách báo và là điều khiển tùy mình treo được. Còn đây là cổ. Đây là lỗ và một trong nữa. Cái này thì cô chỉ bán rẻ. Cái này thì bán rẻ hơn cái kia. Cái này chỉ 120. Vì nó ít hoa văn hơn, còn cái kia thì nó nhiều hoa văn hơn. So she says that this, she did it into pockets so you could hold like more stuff in it and there's more use to it. Has she made all of this that we see? Yep, she made all of it. By herself? Mm-hmm. Okay. Những cái đó là cô tự làm hết đúng không? Ừ, đây là tự tay cô làm hết. Oh. Yeah, she did all by herself. Đầu tiên là chọc cái này xong mình xong rồi chọc vào đây xong rồi xong mình kéo lên như thế này xong mình chọc xong này xong này xong cứ như thế này thôi thì chọc bây giờ cháu làm đi ý cô là bây giờ cháu phải chọc vào đây không? Chọc vào đây xong xuyên qua đây thì không được nhưng mà nó chậm đấy. Ơ nhưng mà làm sao mà phụ nữ làm được cái đấy? Bây giờ cháu phải đi thế nào? Bây giờ thì cháu phải chọc vào đây xong xuyên lên. Cháu phải học làm thế này, xuyên vào chỗ này nhá. Từ lần sau ấy thì cháu cũng chọc một chỗ như thế, cháu cứ như thế này. Xong lại kéo lên đây. Kéo vào đây. Xong lại như thế này đấy. Còn phải đi chọc lên chọc xuống thì nó lâu, nó khó hơn. Đấy, bây giờ cháu làm đi. Để chọc vào đây đúng không? Ừ, chọc đấy xong xuyên qua đây. Đấy. Có không? Rồi, xong mình có thể đơn giản mà. Cô làm những con ngựa. Mà cô làm nó đều, cháu làm nó bị trên này rồi bị tròn. Tại vì lần đầu tiên cháu làm thế này nó mới méo như vậy thôi. Hồi xưa lúc mà cháu làm khuya cháu để được hai tiếng nó rộng ra. Khá lắm rồi. Mẹ của cháu cứ bắt cháu làm vì mẹ cháu bảo mẹ cháu làm. Giải thích những thứ. Ừ, cái này. Đây là tơ tằm. Đây. Thế bắt đầu mình bước vào dệt mình chỉ. Hôm nay cái này nó đơn giản. Thì dệt như thế này thôi, cái này thì không nó không có hoa văn. Cái này đấy chỉ như thế này thôi. Cứ tự tư vườn ra thì vườn ra. Mình chỉ đưa con thoi. Ví dụ như mình thôi cô à, những cái đạp chân kia để cái này mình đạp bên này thì con thoi nó ở bên này xong mình xuyên qua bên này. Xong nó sẽ sang đây rồi thì mình đập vào như này xong mình lại xuyên chân bên này. When this thing is on the right side, she presses one pedal, and when it's on the left side, it's she presses it is the other pedal. Pedal. Ở đây là cô cái đấy là cô làm gì? Cái này là cái thúc quậy để giữ cho cái này nó thăng bằng. Mình sẽ dễ hơn. À ý cô là mấy cái này ấy. Mấy cái dây này là để làm một cái quận xong cắt ra xong làm áo các thứ. Ừ. Thành cái áo, cái này là cái áo bằng làm bằng tơ tằm. Còn đây là làm bằng sợi bông, còn đây là tơ tằm. Ừ. Mình có thể cắt làm cái áo và lại cái khăn. Me? Khăn sợi kia. Giang, Giang is better. So right now she's just making one just huge piece of cloth. So later she could cut pieces out and make shirts and blankets and all that. And this is the most simple design. It just goes from left to right and then. So does anybody want to try? Since it's really simple. But she's like. Do you want to do pointy here? So like if you put this over here. Before or after? Before. Before. You press it. Yeah, you press it so the thing stretches out. And you make it go through. Go through. And you go then. Have you got a line? You say auto, no? So I go like this. Hey, đấm chân bên này. Xuyên qua. Đấm chân bên kia. So fast. Look, it's like, and it has no fat.